Của mình, video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu sao cho thật là đẹp. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Xin chào tất cả các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết tô màu nha các bạn. Như vậy video của mình đến đây là kết thúc nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay và thấy đẹp thì hãy để lại cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh nha các bạn.
Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào tất cả các bạn đang xem trên kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn một kỹ năng tô màu sao cho thật là đẹp. Và bây giờ các bạn hãy theo dõi mình hướng dẫn nhé. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nha các bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vậy là mình đã đi tô màu xong các bạn ạ.